nàng công chúa nhìn thẳng vào kẻ ác bày trận đang nằm dài trên đất. Kết thúc rồi, từ nay ngươi sẽ không hại được ai nữa, đồ phù thủy ác độc. Sau khi dứt lời, nàng công chúa rời khỏi chiến trận với một phong thái hiên ngang. Chà, thật tuyệt vời. Đây là cái gì vậy? Quyển sách này nặng quá. Công chúa Barbara không hề biết rằng quyển sách thần kỳ này sẽ đưa cô vào vùng đất phép màu. Turn around, look at what you see. Mình lạc vào thế giới cổ tích sao? Không không, dừng lại. In her face, the mirror of your dreams. Make believe everywhere, given in the light. Written on the page. Ông Palacibo. Này, bắt nó. Công chúa luyện trồng